làm sao nói tiếng. Số phận đưa đến Ngọc một cô gái có tâm hồn trong sáng và một mưu đồ đen tối, một câu chuyện kỳ bí đồn sát nhập hồn, đồng xoáy của sự lừa dối triền miên, đồng hành cùng tình yêu chân thành là muôn vàn khó khăn mâu thuẫn. Liệu có sức mạnh nào giải thoát Ngọc khỏi sự lạc lối? Mời các bạn đón xem Bò Cạp Tiến, khởi chiếu từ ngày 13 tháng 6 năm 2008, thứ tư năm 6 hàng tuần lúc 18 giờ trên HTV9.